từ Bắc vào Nam có nắng, gió nhẹ. Dự báo thời tiết ngày 26 tháng 9 năm 2024, các khu vực trên cả nước đều có nắng, gió nhẹ. Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hiện tại, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Phần cuối của bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Còn bây giờ, như thường lệ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại Việt Nam. 700 hộ dân chạy lũ, dựng lán trên đê để nuôi lợn ở Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, nước ở sông Lèn ở Thanh Hóa đã dâng cao đột ngột, gây ngập úng nghiêm trọng xảy ra tại Yên Sơn và thị trấn Hà Trung. Tình trạng ngập lụt nặng nề đã làm cho hơn 700 hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn. Để giảm thiểu thiệt hại, nhiều gia đình đã phải nhanh chóng di rời tài sản, vật nuôi lên bờ đê, dựng lán tạm để tránh trú. Theo công đoàn đưa tin, tại xã Yên Sơn, hai thôn Chuối Cầu và Bình Lâm chịu ảnh hưởng nặng nhất với tổng cộng là 513 hộ dân bị ngập sâu trong nước. Trong khi đó, tại thị trấn Hà Trung, tiểu khu Tương Lạc cũng không thoát khỏi cảnh ngập lụt, với hơn 200 hộ dân bị nước dâng cao, có nơi nước lên tới 1,6 mét. Nhiều gia đình phải sống trong cảnh cô lập, không thể di chuyển và sinh hoạt bình thường. Bà Đinh Thị Mai, 68 tuổi, sống tại tiểu khu Tương Lạc, chia sẻ với Vietnamnet, đây là ngập lụt lớn nhất trong gần chục năm nay mà tôi chứng kiến. Nước dâng rất nhanh từ sáng đến chiều, khiến cho chúng tôi phải dọn đồ đạc lên cao, thậm chí không dám ngủ vì lo sợ nước tiếp tục dâng lên. Anh Lê Văn Dũng, 30 tuổi, tại thôn Chuối Cầu, đã phải đưa đàn lợn hơn 30 con lên đê để tránh thiệt hại. Tuy nhiên, anh vẫn lo lắng rằng đàn lợn có thể bị ốm hoặc chết vì điều kiện nuôi tạm bợ và nước lũ rút rất chậm. Ngoài ra, anh cũng bị thiệt hại lớn khi hơn 30 con gà đã chết do nước lũ tràn vào chuồng. Theo chính quyền địa phương, sau khi nhận được thông tin về tình hình mưa lũ, lực lượng chức năng đã huy động dân quân, công an và quân đội hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tài sản và sinh mạng cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện tại, dù nước đã bắt đầu rút, nhiều khu vực vẫn chìm trong cảnh ngập úng. Người dân tại Yên Sơn, Hà Trung phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống. Người đàn ông ở Thanh Hóa bị nước lũ cuốn trôi 2 km, sống sót kỳ diệu. Thông tin từ Công an xã Định Tân, huyện Yên Định, Thanh Hóa cho biết, Tổ chức Phòng chống lụt bão của xã mới cứu được một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi. Theo đó, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 24 tháng 9, các cán bộ thuộc Tổ chức Phòng chống bão lụt của xã Định Tân đi tuần dọc đê sông Mã thì phát hiện một người đàn ông đang bị mắc kẹt ở cành cây gần khu vực trạm bơm Yên Hoành. Sau khi phát hiện, lực lượng công an và dân quân tự vệ đã chèo thuyền, dùng áo phao đưa người đàn ông vào bờ an toàn. Người đàn ông được cứu sống là ông Nguyễn Văn Công, sinh năm 1972. Ông Công kể bị trượt chân ngã xuống sông Mã, trôi theo dòng nước khoảng 2 km. Khi đến gần trạm bơm Yên Hoành thì bám được vào cành cây ven sông. Bang Florida sơ tán dân trước cơn bão mạnh nhất năm. Theo đài CNN, bão Helene hình thành ở phía tây bắc biển Caribe vào sáng 24 tháng 9 và nhanh chóng tăng cấp. Hiện bão đang hướng về phía tiểu bang Florida, đông nam nước Mỹ. Các chuyên gia thời tiết cho biết bão Helene có thể chỉ mất 48 giờ để mạnh lên từ bão nhiệt đới thành bão cấp 3 trên thang đo 5 cấp. Lúc 23 giờ ngày 24 tháng 9 giờ địa phương, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC đã ban hành cảnh báo bão tại một số khu vực ở bờ biển vịnh Florida, đoạn từ sông Anclot đến bãi biển Mexico. Tại Mexico, chính phủ cũng ban hành cảnh báo bão từ vùng Cabo Catoche đến Tulum thuộc tiểu bang Quintana Roo. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cũng cảnh báo nguy cơ bão Helene thay đổi đường đi trong những ngày tới. Các chuyên gia thời tiết cảnh báo bão Helene có cường độ cực kỳ mạnh, gây ra mưa lớn, gió giật mạnh, dẫn đến mất điện, có khả năng xuất hiện hiện tượng lốc xoáy và có thể ảnh hưởng đến khu vực nằm bên ngoài tiểu bang Florida. Ban đầu, tiểu bang Florida chỉ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 41 hạt trên địa bàn. Sau đó, thống đốc Florida Ron DeSantis tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 61 trên tổng số 67 hạt trên toàn bang. Người dân một số khu vực ven biển của Florida như các quận Pinellas, Hernando, Charlotte, Gulf, Manatee và Sarasota đã bắt đầu sơ tán từ tối 24 tháng 9. Trong đó, ba quận bắt buộc phải sơ tán dân là quận Franklin, Wakulla và Taylor. Ít nhất 3.000 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia tại Florida
đã sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó với bão. Lực lượng vệ binh tiểu bang Florida FSG cũng được tập trung để phối hợp với chính quyền tiểu bang ứng phó với mọi tình huống xấu nhất khi cơn bão ập đến. Ngoài ra, tiểu bang cũng chuẩn bị dịch vụ vệ tinh Starlink phòng trường hợp mất kết nối Internet do ảnh hưởng của bão. Giới chuyên gia dự báo bão Helene sẽ đổ bộ vào khu vực Big Bend thuộc tiểu bang Florida và có khả năng tạo ra những đợt sóng cao 4,6 mét. Đây là cơn bão thứ 5 tấn công tiểu bang Florida kể từ năm 2022. Dự báo thời tiết ngày và đêm 26 tháng 9 năm 2024, Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều mây giảm, trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Sạt lở núi đe dọa trường mầm non và nhiều nhà dân ở Quảng Ngãi. Ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi cho biết, theo phản ánh của người dân địa phương, chính quyền xã Sơn Bao và huyện Sơn Hà đã tiến hành khảo sát điểm sạt lở núi Mang Cà Muồn ở thôn Nước Tan, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà, đây là điểm sạt lở núi mới phát hiện. Tại hiện trường sạt lở núi Mang Cà Muồn, đoàn kiểm tra phát hiện điểm sạt lở núi đã xuất hiện các vết nứt đất dài 60 mét, đoạn sụp lún sâu nhất khoảng 2 mét. Dưới chân núi Mang Cà Muồn, đoàn kiểm tra thấy đất, đá đã sạt xuống bên dưới trên khu đất trồng keo 2 năm tuổi của các hộ dân ở đây. Ông Phan Anh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà cho biết, ông cùng đoàn đi kiểm tra vết sạt lở núi. Nơi vết lún sâu nhất khi leo xuống bên dưới đã che khuất khỏi đầu người. Theo ông Quang, vết sạt lở này xảy ra khi những ngày qua xuất hiện mưa dông vào buổi chiều trên địa bàn. Nếu mưa liên tục chừng vài ba ngày, vết sạt lở này sẽ diễn biến khó lường. Đáng chú ý, vết sạt lở này đang đe dọa trực tiếp nhà ở của 4 hộ dân, hơn 20 nhân khẩu. Điểm trường mầm non Hướng Dương có một cô giáo và 27 trẻ cùng nhà văn hóa thôn dưới chân núi. Bên cạnh đó, nguy cơ sạt lở còn gây ảnh hưởng đến nhà ở của 5 hộ dân sống lân cận. 5.000 mét vuông đất nông nghiệp phía trên đỉnh núi và rừng keo trồng. Ngoài ra, vết sạt lở còn có nguy cơ gây tắc nghẽn tuyến đường DH77 nối dài đi hồ chứa nước Nước Trong, ảnh hưởng đến đời sống của 80 hộ dân xóm Mang Cà Muồn, nhà máy thủy điện Nước Trong, nhà điều hành trạm quản lý thủy nông số 7, điểm trường tiểu học Sơn Bao. Ông Quang cho biết hiện cô giáo và 27 học sinh mầm non đã được di dời ra khỏi trường, mượn nơi khác dạy học để tránh sạt lở núi Mang Cà Muồn. Với các nhà dân dưới chân núi, xã Sơn Bao sẽ theo dõi chặt chẽ. Khi mưa lớn và kéo dài, sẽ đưa dân ra khỏi nhà, đến nơi trú ngụ an toàn. Châu Âu biến thành sông, loạt quốc gia chịu mưa lũ 300 năm có một, ô tô, nhà cửa trôi nổi trong biển nước. Cuối tháng 9, cơn bão Boris đã tàn phá nhiều quốc gia bao gồm Ba Lan, Cộng hòa Séc, Romania, Áo và Ý, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và thiệt hại lên tới hàng tỷ bảng Anh. Nhóm World Weather Attribution, WWA, cho biết có một đợt mưa kéo dài 4 ngày gần đây là đợt mưa lớn nhất từng được ghi nhận ở Trung Âu, cường độ mưa tăng gấp đôi do biến đổi khí hậu. Về mặt tích cực, cơn bão đã được dự báo tốt, nghĩa là một số khu vực đã chuẩn bị tốt hơn, có thể tránh được thêm nhiều ca tử vong.
Rất may là lượng mưa do bão Boris gây ra vẫn còn hiếm, dự kiến chỉ xảy ra khoảng 100 đến 300 năm một lần trong điều kiện khí hậu hiện nay, khi nhiệt độ đã tăng khoảng 1,3 độ C do khí thải nhà kính. Nhưng nếu nhiệt độ tăng thêm lên 2 độ C, những đợt tương tự sẽ trở nên dữ dội hơn 5% và thường xuyên hơn 50%, WWA cảnh báo. Những câu chuyện về sức tàn phá của bão đang được lan truyền trên toàn thế giới. Cộng hòa Séc nằm ở tâm bão đã giết chết 20 người trên khắp Trung Âu và khiến EU phải hứa viện trợ 10 tỷ euro cho các quốc gia bị lũ lụt. Vương quốc Anh cũng bị ảnh hưởng bởi những trận mưa như chút nước vào đầu tuần, với lượng mưa trong 24 giờ nhiều hơn cả lượng mưa cả tháng trung bình ở một số vùng của đất nước. Tại các thị trấn dọc biên giới Cộng hòa Séc với Ba Lan, nơi lũ lụt hoành hành mạnh nhất, người dân mô tả dòng nước lũ dữ dội đã xé nát cuộc sống của họ như thế nào. Tại Glo, nơi có 3 người tử vong, thư viện thành phố cho biết họ đã mất hơn 20.000 cuốn sách do lũ lụt và chỉ có đủ thời gian để cứu những tập sách quan trọng nhất. Jakub Mrus, giám đốc thư viện, cho biết tổn thất này là không đáng kể so với những gì người khác đã trải qua, nhưng thật buồn và đau đớn cho bất kỳ ai yêu sách khi chứng kiến điều như thế này. Tại Jesenik, nơi một người tử vong, lượng mưa đạt gần 500mm trong 5 ngày, trầm trọng hơn do gió thổi trên núi và các sườn dốc trơ trụi mà bọ vỏ cây đã tàn phá các cánh rừng Vân Sam Sốp. Hệ thống thoát nước trong thành phố bị hỏng và lũ lụt đã phủ một lớp bùn độc hại lên khắp các con phố. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.